U18 Việt Nam đã chấm dứt chuyến phiêu lưu tại giải U18 Đông Nam Á 2019 sau thất bại tuổi hổ 1-2 trước U18 Campuchia trên sân nhà ở lượt đấu cuối cùng bảng B. Chỉ có 7 điểm sau 5 trận, Rồng Vàng đành nhường vé dự vòng bán kết cho U18 Australia và U18 Malaysia. Sau thất bại này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng đã đệ đơn từ chức và không có một lời bào chữa nào. Chúng tôi đã thua và để bị loại từ vòng bảng. Cầu thủ của tôi không hẳn yếu kém về tâm lý, nhưng việc nôn nóng đã kéo theo những hệ lụy tiêu cực khác. Tôi không còn gì để bào chữa cho thất bại này. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp U18 Việt Nam dừng chân tại vòng bảng giải U18 Đông Nam Á dưới triều đại của ông Tuấn Con. Nên việc huấn luyện viên 51 tuổi này xin từ chức cũng là một động thái cho thấy được lòng tự trọng lẫn trách nhiệm. Tất nhiên không ai dám phủ nhận những công lao đáng quý mà vị thuyền trưởng gốc Khánh Hòa đã cống hiến cho bóng đá trẻ nước nhà. Chiến tích đưa U20 Việt Nam dự vòng chung kết World Cup U20 2017 luôn là mốc son chói lọi trong suốt hành trình gắn bó với các tuyển thủ trẻ quốc gia của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Song sự thất bại đến mức khó chấp nhận của U18 Việt Nam ở giải đấu năm nay cho thấy một điều rằng, có lẽ huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã hết phép. Và người hâm mộ cũng có quyền liên tưởng đến huấn luyện viên Park Hang-seo ở thời điểm này, khi ông là bậc thầy của việc làm tâm lý cầu thủ và đưa ra những điều chỉnh về đấu pháp rất kịp thời để giúp các cấp độ đội tuyển quốc gia thành công ở các giải đấu gần đây. Trong phạm vi video này, chúng ta sẽ không so sánh hai vị huấn luyện viên, mà chỉ đặt giả thuyết rằng nếu như có một huấn luyện viên như thầy Bắc có mặt trong cabin ban huấn luyện U18 Việt Nam, chắc chắn mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng khác. Các đội tuyển quốc gia dưới bàn tay của huấn luyện viên Park Hang-seo chưa bao giờ có một hình ảnh tương tự như U18 Việt Nam vừa thể hiện. Dẫu biết ông thầy người Hàn Quốc nắm những cầu thủ đã trưởng thành, tâm lý thi đấu vững vàng hơn, nhưng hãy nhìn vào những đối thủ mà họ đã từng đối đầu. Ở vòng chung kết U23 châu Á, ASEAN hay Asian Cup, chúng ta đều phải chạm trán với những lão đại tầm châu lục, nhưng tất cả đều đã diễn ra rất mượt mà. Các cầu thủ áo đỏ không hề nao núng, tung những đòn đánh chí mạng và gặt hái những chiến tích đáng tự hào. Giả thuyết cũng chỉ dừng lại ở những câu từ. Tuy nhiên, nhìn về thất bại của U18 Việt Nam, hẳn người hâm mộ sẽ rất đau lòng và đòi hỏi sự đầu tư, quan tâm đến việc đào tạo thế hệ kế thừa. Huấn luyện viên Park Hang-seo là một người tiên phong, một tấm gương trong việc biến những đôi chân bé nhỏ của các cầu thủ từ một nền bóng đá nhược tiểu, bản lĩnh đi lên và tạo nên những tiếng vang tầm vóc châu lục. Từ tình hình hiện tại, rất mong bóng đá trẻ Việt Nam sẽ có thêm những huấn luyện viên có tài cầm quân như thầy Bắc về chứng hưng và phát triển.